Xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn đã quay lại channel của mình ha. Vâng, hôm nay là một ngày khá là đặc biệt với mình. Thì kênh của mình thì đã đạt được 100.000 subscriber, có nghĩa là 100.000 người đăng ký kênh YouTube của mình rồi. Thì hôm nay mình sẽ dành một ít thời gian ra để cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn 100.000 bạn đã quan tâm và luôn ủng hộ cùng mình. Thì hôm nay mình có một cái lý do để mình làm clip này á, thì là mình tặng quà. Thì quà này á là gửi, cũng không hẳn gọi là tặng, nhưng mà thật ra nó là tặng. Trong cái tặng nó có cái bán, mà trong cái bán nó có cái tặng. Thì như thế nào? Thì mình đã nói các anh em á là hãy tạo một cái tài khoản Shopee và theo dõi cái kênh bán hàng của mình trên Shopee á, để làm chi, để khi những có những cái dịp như thế này thì mình nói thì anh em có tài khoản sẵn, app anh em đã tải sẵn thì anh em chỉ cần bấm vô mua, chứ nếu không có thể là những anh em muốn mua lại mua không kịp, lý do là chưa tạo tài khoản và chưa có làm kịp với những thao tác mà mình đưa ra. Thì hôm nay anh em thấy ở đây chúng ta có bộ Levency, bộ Aon mẫu OBBR và cổ Titan, đúng không? Thì hôm nay là ngày khá là đặc biệt, thì mình phải tặng những cái món rất là đặc biệt như thế này. Đây, bộ OBBR đó, cổ Titanium đó, 2 triệu đồng 10 set nha anh em. Thì anh em nào nhanh tay nhất đẩy lên trang Shopee của mình, đường link mình sẽ để dưới mô tả của video này để anh em có thể mua. Thì set bô á, mình sẽ ưu tiên cho Exciter 150 nè, Winner Sonic nè, Rider Sachia. Thì cổ Titan là mình có hết, cổ Titan là mình có hết, nên mình sẽ bán cho cả 3 dòng xe luôn. Nhưng mà anh em hãy nhanh tay mua, tại vì số lượng chỉ có 10 set thôi với giá 2 triệu, nên á những anh em nào chậm tay hơn có thể là không mua được thì mình cũng chịu thua, chứ giờ hết đồ đi bán rồi. À, cổ á, thì anh em hãy lưu ý đây, cổ của mình ở đây á, thì rất là nhiều anh em nói là cổ bị mớp này kia, thì mình sẽ review lại cho anh em xem một lần nữa là cổ không có mớp. Cổ cho mình để mình mà gắn bô Titan á, cổ Titan của mình mà gắn bô lon á là không có mớp, và mối hàng á là 7 cá, anh em thấy không? Đây, mối hàng nào 7 cá nè đó, giấy cá mà kiểu mũi tên á, rất là đẹp nha anh em. Đấy, thấy chưa? Đây, cổ bô này à, cổ 32 ra 51. Thì cổ này mình bán cho cả nguyên cái set này là giá 2 triệu, thì chỉ áp dụng cho 10 set trong cái đợt này thôi, tại vì mình khuyến mãi kỷ niệm 100.000 subscribe thì bán lỗ á. Chứ anh em nghĩ cái bô này á thì bao nhiêu tiền, với cổ này nhiêu tiền, mà hai cái này cộng lại có 2 triệu à. Thì tính ra là nhiều khi cái cổ, hay cái cổ này bình thường bán 1.800.000, thì cái bô này có 200.000 à. Oh, what? Đúng không? Quá rẻ rồi. Thì hôm nay mình kỷ niệm như vậy thôi, chỉ có 10 set. Thì anh em nào á nhanh tay nhất thì hãy lên mua, anh em hãy xem cái set bô nằm ở đây. Đấy chưa? Set bô nè, rất là đẹp luôn. Trời ơi, nhìn cái set này gắn vô xe là hơi bị đẹp. Mà thử mình sẽ gắn cái bô này với cái cổ của chiếc này cổ Raider nè. Đây là cổ Raider đây anh em. À, anh em thấy cổ Raider chưa? À, cổ Raider nha, có cả mấy khí thải đây. Đấy, cổ 32. À, rồi sẽ gắn cái bộ vô. Đó, thấy chưa anh em, coi set của Raider nè. Trời ơi, nó đẹp. Mấy bạn nào mình nói rồi, mấy bạn nào mà chạy racing á, là cái set bộ này là không có thể nào mà từ chối được hết trơn á. Nè, set racing. Đó, 10 set giá 2 triệu nha, chỉ có 10 cây bô thôi. Không biết là anh em đua tớp có kịp hay không, mình chỉ sợ là mình bán không kịp thôi. Đó, 10 set nha anh em. Đó, thấy chưa? Đó, cứ từ từ, quà sẽ có đều hết. Thì tại vì không phải bạn nào cũng có 2 triệu để mua bô, thì sẽ có những cái phần quà giá tầm trung dưới 100.000 cho 100 bạn nữa. Thì bạn cứ từ từ ha. Đây là bô
À, set này vẫn là 2 triệu nha anh em. Chỉ bán tại Shopee thôi và link sẽ nằm dưới video. Anh em nhanh tay thì bấm mua. Ngày mai những cái đơn nào mà mua những cái bô này nào mình sẽ chụp hình mình đăng lên cho anh em xem, là những bạn nào có cơ hội nhanh tay đã trúng quà rồi ha. Ra 2 triệu. Set này 2 triệu nha. Rồi mình thử cho set của Sonic nè. Đó. Thì bô thì mình đã gỡ sẵn ra mình cho anh em xem. Có lò xo hết nha anh em. Tại nãy mình gắn mình chưa gắn lò xo vô anh em thấy không? Có lò xo, tặng anh em lò xo hết. Đây. Cái set này là gắn cho Winner Sonic nha anh em. Anh em nhìn cảm biến cái thải nằm đây. Anh em thấy chưa? À, cảm biến cái thải nằm đây. Cổ vô là không có mớp nha anh em. Nè thấy chưa? À, cổ tròn quay luôn, không có mớp nha. À, cổ TRX nha. Thì có những cái cây là sẽ không có ghi chữ TRX này. Tại mình thống nhất anh em làm cái điều như thế này. Trong thời gian hiện tại á. Ồ quá anh em. Trong thời gian hiện. Anh này đợi xíu. Quay lại nè. Trong cái thời gian này á thì TRX nó làm á, cái xưởng của mình á, thì nghĩ cái xưởng TRX á, bên phần Malaysia họ không có bắn cái chữ nữa, nên anh em có thể nhận những cái cổ bô mà không có chữ TRX như thế này thì anh em thông cảm, chứ thật ra đây là cổ TRX mình cam kết 1000%. Nếu như ai nói mình giao cho anh em cái cổ này 2 triệu mà mình lọn cái cổ tầm bậy tầm bạ vô, mình bán set này là set tầm bậy, thì mình sẽ cam kết mình 1-1 cho anh em. Nếu mà ai chứng minh được mình bán cái cổ mà ví dụ như không có cái chữ TRX mà không phải của TRX, anh em hãy kiện trực tiếp mình luôn. Tại mình lấy đồ ngay công ty nên không bao giờ bán cổ tầm bậy cho anh em. Đây anh em nhìn cái món hàng này. Anh em chỉ cần đồ TRX, anh em nhìn cái món hàng là anh em biết ngay. À, nhìn món hàng là anh em biết ngay. Kể cái bô này món hàng cũng rất đẹp nha anh em. Tiếng nổ rất là đã luôn. Thì anh em nào mà chạy racing á, cái mùa này á, dọn xe mà xe rắc đồ á, thì mua cái bô này. Thì cái bô này thị trường đang bán 8,5 triệu. Nhưng mà mình bán nguyên cái bộ cổ Titan này với cái bô này chỉ có 2 triệu thôi. Anh em biết mình bán lỗ cỡ nào rồi đó. Nhưng cái kiểu như mình tặng cho anh em ha, tặng quà cho anh em thì mình sell. Mình tặng quà cho anh em vui thôi. Mình chỉ bán 10 set thì anh em hãy nhớ chỉ có 10 set thôi nha. Và không những anh em có thể là có những anh em không thích cái dòng này. Tại vì cái bô này kiểu như cái mỏ này nó rất là phè. Anh em thấy không? Đó, thấy chưa? Thì mình sẽ bán cho anh em một cái set nữa là dây bô leo bạc. Đây, leo bạc. Đây là lon leo bạc nha anh em. Lon leo Vinci bạc, mình sẽ lấy miếng tem mình dán lên cho. À, tem nè em. À, mình sẽ lấy miếng tem mình dán lên luôn. Cho nó xịn. Thì thông thường tem mà sẽ không có dán kèm với bô, nên anh em mua bô á là tem nó nằm rời hết trơn à, mình phải dán lên. Dán cái miếng tem lên là nhìn đẹp. Ê cha, dán cái tem lên là nhìn đẹp trai liền. Đây anh em, lon leo bạc thấy chưa, món hàng nổi. Thì cái này á là mình sẽ chung một có tiêu luôn nha anh em. Thì cái set này cũng là 2 triệu luôn. Thì anh em có những anh em á, là không thích. Đây, có những anh em á, là thích cái lon leo bạc như thế này mà không thích cái lon mà kiểu kia thì anh em hãy mua set này. Thì set này cũng là 10 set luôn. Là nãy giờ được 20 set rồi đúng không? 20 set giá 2 triệu. Cổ Titan, Titanium luôn. Thì mình nếu mà set cho anh em mà tặng cổ inox thì nó cũng mía quá. Nên mình lấy cổ Titan nha mình chơi luôn, đúng không? Cổ Titan. Đó, nguyên set. Set này là cổ Titan anh em thấy chưa? Cổ này là cho Winner. Thì anh em có lưu ý nè, có cái cổ có cái lỗ trên đây là của Winner nè, thấy chưa? Winner Sonic á, rồi Winner X gì được hết trơn luôn anh em. Đó, thấy chưa? Đây. Thì cái bộ này á là 2 triệu. Thì buôn luôn mình bán nguyên bộ nguyên combo dính chùm luôn anh em. Thì bộ nhỉ có nó 2 triệu. Đó anh em thấy chưa? Lưu ý nha, chỉ có 10 set thôi. Anh mình đeo form của 150 đây anh em. Gắn cho anh em xem. Nó y chang hết trơn anh em. Lỗ 51 anh em thấy gắn vô là vừa hết. Đó chưa? À, rất đẹp luôn. Thì rất là nhiều anh em mà ủng hộ mình á, thì mình hứa tới một cái mình sẽ luôn làm một cái chương trình khuyến mãi đâu đó đặc biệt vào dịp đặc biệt. Đây, lon leo anh em. Leo rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, thì set này là toàn đồ mới hết. Anh em thấy không? Mình trưng ra đồ mới, hộp bích, full box là toàn hộp mới hết luôn á. Với mình sẽ có một phần quà rất là đặc biệt. Mà không biết các bạn có nhanh tay không. Tại vì á, những cái phần này á bô đó mình chỉ bật trong vòng 3 ngày thôi. Nếu mà trong vòng 3 ngày mình đăng clip lên mà không ai mua thì mình sẽ tắt. Kiểu như không ai ủng hộ mình hoặc là không ai quan tâm đến những sản phẩm này hết thì mình buồn quá thôi mình tắt. Mình sẽ bán kiểu bình thường.
Đây, mình có hai phần quà cho. Cái này là mình sẽ bán. Cái này á, là sẽ có 100 sợi. Màu đỏ thì mình hết rồi, mình chỉ còn có 10 sợi thôi. Mình sẽ bán 110 sợi. Thì đây là dây dầu ơ 36 inch hàng Thái anh em. 36 inch. Này cũng 36 inch luôn. Thì cộng này á, là gắn đằng trước. Cộng này là gắn đằng trước của xe quay nè, Sigurd nè, E150, E135, khu chợ nó gì, tất cả cái xe nào mà đằng trước là thắng đĩa là anh em mua cộng này là có thể gắn được. Thì mình sẽ bán cộng này giá 145.000. À, hàng chính hãng Thái Lan. Đó, mình sell 100 cộng. 100 cộng này và 10 cộng này là 110 cộng. Thì anh em nếu mà nhanh tay thì anh em có thể mua được. Đó, còn anh em chậm tay thì hết thì mình cũng thua. Thì những anh em mà chạy xe nhỏ nè, quay game Sigurd nè, là mua cái này là rất là đẹp nha anh em. Mình sẽ review cho anh em xem. Rất đẹp. Mà mình bán cái này là mình bán sale, bán lỗ. Tại vì mình nhập hàng, đợt này nhập hàng Thái Lan vậy không có được. Đó, mà mình coi mình năn nỉ lắm á, mới gửi về được bao nhiêu đây cho mình để mình nói á, là đợt này là mình kỷ niệm anh em được 100k sub, kêu anh em gửi hàng về cho mình đi. Mấy đại ca gửi hàng về cho mình để mình gửi đồ cho anh em. Đây anh em thấy đầu dầu không? Đó. Cái đầu rất đẹp luôn nha anh em, hàng chính hãng nha. Rất đẹp. Đó. Cái kiểu lấy tiền đủ tiền trả tiền xe, trả tiền vận chuyển thôi chứ không có lợi lớp gì á. Đây anh em, 145.000 mà mình chỉ bán trong vòng 3 bữa thôi. Anh em nào chậm tay thì mình sẽ tắt nha. Đó. Đó, đậu dầu nè anh em thấy đẹp không? Rất đẹp luôn, dầu ơ nha. Dầu ơ. Thì cộng này mình bán bình thường á là là giá khác, nhưng mà cái đợt này á là mình khuyến mãi anh em kỷ niệm 100k sub, mình bán chỉ 145.000 một sợi thôi. Mình bán 100 sợi thì anh em á có ủng hộ mình á thì cảm mình rất là cảm ơn. Đó. Giống như là thu lại một ít tiền để mà trả tiền thợ, tiền thiền, rồi tiền vận chuyển này kia thôi. Đó, còn như là khuyến mãi anh em hết á. Đó, thì mình làm clip này thì công bố những cái món mà mình khuyến mãi anh em vậy thôi, rất là nhanh. Rồi vài hôm nữa mình sẽ làm một cái chủ đề khác về cái vụ mà mâm Red Leo với mâm RCB. Khi mà mâm Red Leo ra thì mâm RCB có ế hay không? Chào anh em, không ế nha anh em. Rất nhiều. Rất nhiều. Bán không kịp luôn, mâm gách leo bán gần hết rồi nha anh em. Giờ toàn nhà toàn mâm RCB không. Đó. Mâm gách leo bán hết rồi. Không còn còn như được có 5-6 cặp gì à. 100 cặp mà mình bán có 2 bữa còn 5-6 cặp gì à. Thì anh em nhanh tay chuẩn bị hết rồi. Đó. Mình sẽ quay cho anh em xem, cho anh em xem ở đằng sau này. Còn 5-6 cặp gì à. À. Em coi nha. Đây. Còn có mấy cặp à. 100 cặp à, lấy về nhà giờ bán còn mấy cặp à. Còn mâm RCB thì còn rất là nhiều. Thì vài hồi bữa nữa thì mình sẽ cho anh em một cái lời giải thích tại sao mâm RCB là quyền thoại và bán không bao giờ lỗi thời. Đó. Nếu anh em thấy hay nhớ bấm cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh. Mình sẽ chia sẻ những video mới nhất. Thì cái clip này chủ yếu mình nói về phần quà tặng là những sản phẩm như này. Em coi nè. Đây một thùng nè. Thùng mình gửi anh em coi. 100 cộng mình lấy về để mình tặng quà anh em à. Đây. Nguyên cái thùng này à. Anh em thấy không? Nguyên cái thùng này đặt ruột hết luôn á. Anh em tính đi. 100 cộng là từ dưới lên tới lên đây luôn nè. Đó, đó, dây dầu không anh em thấy không? Đây. Đó. Tặng quà anh em mà. Thì nếu anh em thay, nhớ bấm cho mình một like, subscribe đồng hồ kênh. Mình sẽ chia sẻ những video mới nhất cho anh em xem. Còn hôm nay là về phần quà tặng. Thì đồ mình sẽ chắc sẵn ở đây hết rồi. Chỉ đợi anh em đặt hàng thôi. Đó. Còn chuyện khác mình sẽ nói sau. Còn hôm nay chỉ nhiêu đó là đủ quá rồi. Cảm ơn rất nhiều các bạn đã ủng hộ mình. Thì mình nói có là có. Đây. Đồ đây. Bồ đây, Aun đây. Đó, set bồ Aun này đây nè anh em. Cái lon này đựng đông hợp này nè. Đó. Đó anh em thấy chưa? Thì mình sẽ đăng cái này lên Shopee ngay luôn để anh em có thể mua hàng. Chúc anh em nhanh tay nha. Đó. Chúc một buổi tối vui vẻ. Bye bye. Cảm ơn mọi người rất nhiều.